Sự việc Quang Hải bị hack Facebook cá nhân để lộ tin nhắn nhạy cảm vẫn nhận về nhiều theo dõi của đông đảo dư luận, đặc biệt trong thời điểm cao trào của giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam V-League 2020. Ngay sau khi lấy lại quyền truy cập, trang tiền vệ số 19 khẳng định sẽ liên lạc với lực lượng chức năng để tìm kiếm người đã cố tình xâm nhập bất hợp pháp quyền riêng tư của mình. Mới đây, bức ảnh chụp đoạn hội thoại được cho là của Quang Hải với thủ phạm hack Facebook được chia sẻ. Theo nội dung ảnh chụp, Quang Hải là người chủ động nhắn tin. Trang cầu thủ nhấn mạnh việc cơ quan chức năng làm việc và phát hiện ra người nhận tin nhắn cùng với 7 người khác đã xâm nhập bất hợp pháp quyền riêng tư cá nhân. Sau đó, Quang Hải đề nghị người này hợp tác để tránh vụ việc đi quá xa. Bức ảnh được chia sẻ nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Đông đảo thành viên mạng cho rằng Quang Hải đã tìm ra thủ phạm đã hack Facebook và đang cố gắng giải quyết sự việc một cách nhẹ nhàng nhất. Liên lạc với người chị thân thiết cũng là quản lý của Quang Hải tên Kiều Trinh. Người này cho biết đang check lại thông tin và không xác nhận tài khoản phát ngôn trong ảnh chụp là của Quang Hải. Đây là vấn đề nhạy cảm vào thời điểm này. Mình sẽ kiểm tra lại thông tin và sẽ thông báo lại sau khi xác thực câu chuyện, Kiều Trinh cho hay. Việc Quang Hải bị hack Facebook ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Quang Hải trong mắt người hâm mộ. Dù vậy, một bộ phận khác cho rằng họ chỉ quan tâm đến cách Quang Hải thể hiện trên sân, đời tư không quan trọng.